không phải ai ai dùng bột kích trắng nào cũng hợp với da, và không phải ai cũng biết cách để mua hàng chính hãng. Trong video này mình chia sẻ cho bạn về những công dụng tuyệt vời của bột kích trắng Arbutin 3C3 chính hãng mà bạn không thể bỏ qua, nhưng mà bạn phải nhớ lựa chọn mua hàng chính hãng nhé, để bạn không phải hối tiếc, không ân hận cả đời khi mua nhầm phải hàng giả. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chỉ có hàng chính hãng mới mang lại hiệu quả tốt nhất cho bạn. Vì hàng chính hãng được công ty sản xuất nghiên cứu và thử nghiệm rất kỹ càng, cũng như được kiểm định và được cấp phép sử dụng. Các thành phần có trong bột kích trắng Arbutin 3C3 có hàm lượng ở mức cho phép. Đồng thời bột kích trắng Arbutin 3C3 dạng kem mới, trẻ hóa làn da toàn thân, với công thức làm trắng da bao gồm alpha Arbutin 3C3 vitamin B3 và cam thảo giúp da rạng rỡ, ức chế sắc tố melanin, kiểm soát nguồn gốc của các đốm tối màu, giảm các nhược điểm trên da. Chất kem mịn thấm nhanh, cho cảm giác mịn da mượt hơn, trắng sáng hơn mà không gây ra những tác dụng phụ không mong muốn khác. Khi mua đúng hàng chính hãng thì bạn được đảm bảo về sự an toàn của sản phẩm, vì là công ty nổi tiếng và có thương hiệu nên họ luôn cam kết về chất lượng. Còn lỡ mua phải hàng giả thì bạn không thể biết được người ta bỏ hóa chất gì bên trong đó, người ta đã có tình làm giả để lừa bạn kiếm tiền rồi, thì họ đâu còn quan tâm đến việc bạn dùng có bị ảnh hưởng đến sức khỏe, hay có bị hư da, da bị kích ứng hay bị tác dụng phụ nguy hiểm khác không. Bột kích trắng Arbutin 3C3 hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán bột kích trắng Arbutin 3C3 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.